Tiền Giang. Ta xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở ấp An Lạc, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để nhóm ba của Hoa cùng tiếp tục cưa những cây ở đường này để mở rộng đường lớn ra. Đây là anh Đồng đang cưa cây xoài, anh Hơn thì ở phía dưới. Ôi xoài bỏ, xoài này thì chỉ có mấy ngàn một ký, có khi không mua được, có khi người ta không mua nữa. Hôm nay thì cưa cho nhà bác Hai, dạ, cưa cây cóc. Mấy cây cục điện cũng được đánh dấu ít nữa, cây cóc, cây xoài bên đây nữa, cưa cây sao. Có ai mới leo lên ruộng cái gì chào bà chứ nó mấy cái thầy cái cộng dây vàng đi xem đồng cháu đi dép à, nó giấu đi dép kìa mới rồi đi dép hổm à, em cường mang đứt còn miếng dính miếng. Rồi lủng cái bao luôn rồi chú, cả bánh xe gì dữ vậy. Chỗ tay qua bên chúng hàng rào này, thật hàng rào, cường cường leo lên cái chân treo đó, cho em cường leo lên cây sao để treo cái rồng rồng, để có thể treo mấy phần nhánh của cây cốc bên đây nè. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa hạ mấy cái cây này như thế nào nha. Cao chừng nào tốt lấy cút cho luôn, đang leo hả? Cái sao này giá trơn giá láng. Gì kỳ vậy? Trơn hả? Được không? Giá trơn. Ủa rồi tính đi quanh đó leo lên hay vậy? Sao leo được không? Lội dây lên hả? Tôi ngái rồi thể nè. Giờ anh hất quấn cái dây vô tay hất lên thì nó bị trơn quá. Rồi anh chọi dây lên, chọi cho nó cái nẹn cho nó thòng dây xuống mà. Lớn. Làm cực khổ quá, ba cũng phải leo lên. Hả? Chúc mày biết. Anh Cường tính chọn cái sợi dây để leo lên á. Mà trơn quá. Bỏ luôn rồi. Không giờ leo cái mận này cái sao chê. Thế là ba của Hoa nói là em Cường ở nhà xịt sâu mận á, bọc mận nữa. Đúng rồi hả? Đúng mạnh luôn hả? Dạ, toàn dễ gì? Đúng đấu, dễ mạnh quá không để lại dám đấu luôn rồi. Cái mặt đường này hình như làm 3,5 m mà làm cái chân á là hình như tới 5 m lận. Rồi còn chỗ rộng chút. Rồi cây xoài và cây sao cũng cưa bỏ luôn.
đi với ba của Hoa gồm có ba của Hoa, chú Đường, anh Hải, anh Đồng, anh Hơn và em Cường. Củi để bán cho người khác nữa. Cột và đã nói cái sợi dây luộc lên luôn rồi. Ba của hình như cột tốt ở trên cao phía trên luôn á. Trong vườn của bác Hai có mấy cái đường ống nước để tưới sầu riêng và tưới cây ở trong á. Ba của Hoa đang sử dụng cái cục chọi mà bác Mười ở bên Mỹ gửi tặng về cho ba của Hoa. Thì đang cột đường dây điện. Hết hồn, tôi có nhánh xoài. Ba của Hoa dùng cái đầu dây ở bên cây sao á để leo lên luôn, mà dây lớn nữa. Đây hình như có cái ổ điện, cái thùng điện chứ. Sao sao quý vị có thể nghe thấy là tiếng máy cưa của anh Hải nữa. Come on.
đứng cây sọp nữa rồi. Bà cô Hòa treo cái phần nhánh của cây cốc qua bên cây sau á, do là không có treo vào cái nạn của cây cốc nào hết, nó không có ra chính giữa mà qua bên thân của cây sau luôn. Không có kích vào cái cây xoài được, kích vào cây xoài thì mình không tự điều khiển nhanh bằng như vậy. Bà cũng hay lấy quên lấy sợi dây. Ôi gà xuống nó gãy cái đọt. Em Cường với chú Đường có kích cái phần nhánh lên cho nó qua khỏi đường dây điện nữa. Trời, em còn vai luôn. Ba của Hoa kia là hai người rồi đó. Hồi nãy quý vị chắc không thấy em Cường đu đâu. Từ đằng kia mà bay vô tới cái lọc vừng bên đây nè. Cốc nó rụng quá trời. Cây cốc này thì ba cũng cưa cái phần trên trước. Rồi hết che nắng luôn. Cái phần phía dưới thì nó bị vướng cây tùng mà.
nguyên một nhánh lớn luôn. Em còn đang đu cho nó cao lên chút. Không đâu, nó không bảo hiểm khách cóc gớt u đầu quá rồi. Rồi dứt nạn cái xài rồi. Ủa cái sao rồi, kéo lên kéo lên. Lấy cái cục chọi chọi qua, kéo qua kéo ơi. Rồi buông cái nó lộn mèo luôn. À, ở bên đây thì có anh Hơn với anh Đồng đang cưa mấy cây nguyệt quế bỏ. Mấy cây này cao quá. Ba có hoa cưa cho nó bay qua bên kia. Bên này chắc sợ dướng cái trụ điện. Hên cái sao này sao. Với lại là ba của hai chắc cũng sợ nó trả ngược vào thân á. Để đầu sau đó. Hên chì xuống rồi. Chị xuống bởi vậy nó không có nhớ họ chòm em cường với chú đường tới. Như bà cũng không muốn cường nguyên cái phần thân lớn đang chặn. Rồi, cái sợi dây điện qua trong đủ qua cục cụ đó đó chiếc nó đi vô. Em cường kích dây vào hàng rào luôn. Treo ở phía trên á, mà ba cũng hoa kích dây vào thì nó sợ nó bị dùng dướng vào đó. Mấy cưa nhỏ, cưa cái thân thân lớn nhưng mà thân cây này mềm. Mà cái lâm mấy cưa này là lâm mấy cưa mới, hơi dài 4.5 tấc à, cũng của bác Mười tặng cho ba cũng hoa. Ba của hoa đẩy vào bờ, vào lề là bên đây luôn. Dưới người ta buông công này ra nó cũng chạy xuống à. Hay quá chú. Tắn tắn. Nó luôn, thấy cái đọt. Ở phía ngoài chót đọt của cây cốc là cái đường ống nước ở phía trong nữa. Còn chính giữa thì vướng cây tùng, mấy cây tùng luôn. Bà ba mới chạy trước ông chạy sau. Đậu chẹt luôn. Lẽ ghê chứ. Đã nè, ông đi xuống nè. Đầu nó nhào qua tới kia. Phát một. Ok luôn chứ. Bị dướng chứ. Con ma. Đu mạnh quá.
cái này nó xà ngang mà xà ngang cái trụ điện luôn mà. Em Cường chơi ác quá. Chữa nhánh xài bị dướng hoài. Rồi dướng luôn. Đợi chút coi. Chữa được bạn. Chở ngược bên kia cho nó xuống. Rồi. Buông dây luôn. Vừa đáp cái thân cây sao là buông dây liền. Nhánh nào mà thì có đồng cho cắt cho rớt lọt té nó tới mấy cái tùng đi. Đột vô rồi vậy đó đó, hỏi trời. Dịch lên đây nè, cứu thằng nè. Xả về lại tới chút xíu đi. Dùng lại đi, cái con lớp này nè, chút xíu đi. Mử quá không giáp. Thôi con cắt khớp khúc bớt rồi. Dây vô nè.
rồi. Điện con gà con cây cục điện được hay ta. Trời ơi lúng nền đan kìa. Mà đường này cũng làm lại. Đầu tiên nó nhắc lại là cái đường đan. Ba của Hoa nghe bác Tám nói là sắp cất nhà nên xin cái lóng này cho bác Tám để làm mua để làm ván cốt pha vậy. Mình cắt hai phân để đổ cái đà đó, đổ cái móng, cái nền móng dưới đó. Bơm cát vô. Làm dưới ở đây. Dưới ở đây. Mấy cái phần gốc này thì mốt bác Hai sẽ nhờ cô Be móc lên. Chứ bà cũng hà hoa cửa sát không chứ. Vậy đứng thỉnh luôn để cho nó đứng lên mốt mình lấy giá đào. Sợ nó đứng cứ ngắt luôn chứ. Có cái cây xi măng, cây trụ xi măng
hàng chống cây xoài á. Cái này ba con hoa sẽ cưa sau. À, nhóm ba con hoa cũng đã cưa xong cây cốc rồi. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. À, Hoa mong là quý vị sẽ để lại bình luận phía bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.